Đó là Bà La Môn khảo nghiệm thiện tài đồng tử. Vị Bà La Môn này tu khổ hạnh ngũ nhiệt đốt thân, tức đống lửa bốn phía, lại thêm trên đầu có mặt trời. Lửa này chẳng phải là lửa bình thường, mà là lửa bát nhã, nên hay thiêu đốt củi xì hoặc. Giữa con núi đao biểu thị trí không phân biệt, hợp với trung đạo chặt đứt tất cả tà kiến và biên kiến, là một thứ đức giải thoát. Ngọn núi cao vút vô cực biểu thị cao vô thượng, khó có thể leo lên. Lửa có bốn ý nghĩa: một, thiêu đốt củi phiền não; hai, phá tối vô minh; ba, thành thục căn lành; bốn, chiếu hiện chứng lý. Và đao đại biểu đạo đức, vì chẳng có gì mà không chặt đứt. Lửa là trí đức, vì chẳng có gì mà chẳng chiếu. Ý nghĩa nhảy vào trong đống lửa là vì chướng hết thì chứng lý, mà lý tức là pháp thân. Bấy giờ thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy: được thân người là khó, lìa các nạn là khó, được không có nạn là khó, được pháp thanh tịnh là khó, được gặp Phật là khó, đủ các căn là khó, nghe Phật pháp là khó, gặp người lành là khó, gặp chân thiện tri thức là khó, thọ như lý chánh giáo là khó, được chánh mạng là khó, theo pháp hành là khó. Phải chăng đây là ma? Bị ma sai xử chăng? Phải chăng là đồ đảng hiểm ác của ma, trái hiện tướng Bồ Tát thiện tri thức, muốn làm khó căn lành của tôi, làm khó thọ mạng, chướng ngại sự tu hành đạo nhất thiết trí của tôi, muốn kéo tôi vào trong các đường ác, muốn chướng ngại pháp môn của tôi, chướng ngại Phật pháp của tôi. Lúc đó thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy: nếu mình ở trên núi đao nhảy vào trong đống lửa, thì chẳng phải ta sẽ mất đi thân này chăng? Tôi được thân người này chẳng dễ dàng, để khỏi các tai nạn rất là khó, hà huống bị lửa thiêu đốt, thì đó chẳng phải là nạn lửa chăng? Tôi phải lìa bỏ nạn lửa này, sao ông ta lại kêu mình nhảy vào trong đống lửa? Đây là không đúng. Hơn nữa, nếu được không có nạn là rất khó, muốn đắc được pháp thanh tịnh cũng rất là khó, được gặp Phật cũng rất là khó, đầy đủ các căn cũng rất là khó, nghe được Phật pháp cũng rất là khó, gặp được người lành cũng rất là khó, gặp được chân chánh thiện tri thức cũng rất là khó, đắc được sự giáo hóa chân chánh hợp lý cũng rất là khó, muốn được chánh mạng cũng rất là khó, tùy thuận theo pháp tu hành cũng rất là khó. Phải chăng vị thắng nhiệt Bà La Môn này là ma? Phải chăng ông ta là ma vương chăng? Có phải ma kêu ông ta đến thử nghiệm ta chăng? Hoặc ông ta chẳng phải ma, có thể là đồ đàng hiểm ác của ma, trái hiện tướng Bồ Tát thiện tri thức, muốn làm khó căn lành của tôi, hoặc làm khó thọ mạng, chướng ngại sự tu hành đạo nhất thiết trí của tôi, muốn kéo tôi vào trong các đường ác, muốn chướng ngại pháp môn tu hành của tôi, chướng ngại học tập Phật pháp của tôi. Thiện tài đồng tử khởi lên đủ thứ hoài nghi ở trên, chẳng phải vì ngài chẳng thương tiếc thân mạng xả bỏ chẳng được, mà là sợ rằng mất đi đạo duyên. Đây cũng là biểu thị trí huệ chưa sâu, chưa viên mãn, nên khi thiện tri thức khảo nghiệm bèn sinh ra đủ thứ hoài nghi. Khi thiện tài đồng tử đang nghĩ như thế, thì có 10.000 vị phạm thiên ở trong hư không nói như vậy: thiện nam tử, đừng có nghĩ như thế, đừng có nghĩ như thế. Nay đức thánh này đắc được quang minh tam hội kim cang diệm, phát đại tinh tấn, độ các chúng sinh tâm không thối chuyển, muốn khô cạn tất cả biển tham ái, muốn chặt đứt tất cả lưới tà kiến, muốn thiêu đốt tất cả củi phiền não, muốn chiếu sáng tất cả rừng mê hoặc, muốn dứt tất cả sợ sinh tử, muốn hoại tất cả chướng ba đời, muốn phóng quang minh tất cả pháp. Khi thiện tài đồng tử nghĩ như thế, thì có 10.000 vị phạm thiên ở trong hư không đến để làm chứng. Họ nói như vậy: thiện nam tử, người đừng có nghĩ tưởng như thế, đừng có nghĩ tưởng như thế. Hiện tại vị thắng nhiệt Bà La Môn đức thánh này, ngài đã đắc được quang minh tam muội kim cang diệm, ngài phát tâm đại tinh tấn để độ thoát tất cả chúng sinh, tâm không sinh khởi chút thối chuyển nào, ngài muốn khô cạn tất cả biển tham ái, ngài lại muốn chặt đứt tất cả lưới tà kiến của chúng sinh, ngài muốn thiêu đốt tất cả củi phiền não của chúng sinh, ngài muốn chiếu sáng tất cả rừng mê hoặc của chúng sinh, ngài muốn dứt trừ tất cả sự sợ hãi sinh tử của chúng sinh, ngài muốn hoại tất cả chướng ngại ba đời, ngài muốn phóng quang minh tất cả pháp để chiếu soi nơi đen tối của chúng sinh. Thiện nam tử, các phạm thiên chúng tôi phần nhiều chấp tà kiến, đều tự cho rằng là người tự tại, là người sáng tạo, ở trong thế gian mình là tối thắng. Khi thấy được vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì nơi cung điện của mình
tâm chẳng còn vui chấp trước, nơi các thiền định chẳng được tử vị, đều cùng nhau đi đến chỗ Bà La Môn. Bây giờ vị Bà La Môn dùng sức thần thông thị hiện đại khổ hạnh, vì chúng tôi nói pháp khiến cho chúng tôi diệt được tất cả kiến, trừ được tất cả kiêu mạn, chỗ nơi đại từ thực hành đại bi, khởi tâm rộng lớn, phát tâm bồ đề, thường thấy chư Phật, luôn nghe diệu pháp, tất cả mọi nơi tâm không còn chướng ngại. Thiện nam tử, các phạm thiên chúng tôi phần nhiều đều có một thứ tà kiến, đều tự cho rằng là người tự tại, là vị chủ tể sáng tạo vạn vật, cho rằng ở trong thế gian chúng tôi là tối thủ thắng. Nhưng khi thấy được cảnh giới của vị Bà La Môn dùng năm thứ lửa để đốt thân ngài, thì ở cung điện của chúng tôi trong tâm chẳng còn khoái lạc của thiền định, chẳng còn được tự vị, cho nên chúng tôi đều cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Lúc đó vị Bà La Môn dùng sức thần thông thị hiện đại khổ hạnh, vì chúng tôi nói pháp khiến cho chúng tôi diệt trừ được tất cả tà chi tà kiến, trừ được tất cả ngã mạn, mà trụ nơi đại từ thực hành pháp môn đại bi, khởi tâm rộng lớn, phát tâm bồ đề, thường thấy được chư Phật, luôn nghe được diệu pháp, tất cả mọi nơi trong tâm không còn chướng ngại. Lại có 10.000 các ma ở trong hư không dùng mani báu trời dài ở trên vị Bà La Môn bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó sáng rực che lấp hết thảy cung điện, các đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen, khiến cho chúng tôi ở trong đó chẳng sinh ưa thích. Chúng tôi và quyến thuộc đi đến chỗ Bà La Môn, vị Bà La Môn đó vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi và vô lượng thiên tử, các thiên nữ khác đều được chẳng thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó, lại có 10.000 các thiên ma ở trong hư không dùng mani báu trời trải ở trên thân vị tu hành thanh tịnh thắng nhiệt Bà La Môn, sau đó nói với thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, khi vị thắng nhiệt Bà La Môn dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó sáng rực che lấp hết thảy cung điện, các đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen, khiến cho lũ thiên ma chúng tôi ở trong đó tầm đều chấp trước, chẳng sinh hoan hỉ. Cho nên chúng tôi và tất cả quyến thuộc đều đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Lúc đó vị Bà La Môn vì chúng tôi thuyết diệu pháp, khiến cho chúng tôi và vô lượng thiên tử và các thiên nữ khác đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện tại Phật giáo đồ ở châu Á đều có một quan niệm sai lầm, cho rằng đi tìm sư phụ học đạo càng nhiều thì càng tốt. Song đi tìm học càng nhiều sư phụ thì họ nổi giận vị sư phụ trước kia càng lớn. Vì trước kia vị sư phụ đó chẳng muốn họ đi tìm một vị sư phụ khác, mà vị đệ tử tự cảm thấy vị sư phụ của họ trước kia chẳng đủ tư cách, hoặc chẳng có thần thông, hoặc chẳng có đạo đức, hoặc chẳng có học vấn. Cho nên họ muốn đi tìm một vị sư phụ khác, để gọi là lại một vị sư phụ. Những người đó còn cho rằng học tập theo thiện tài đồng tử đi tìm thầy học đạo sẽ có rất nhiều công đức. Đây là lối nghĩ sai lầm. Mỗi lần thiện tài đồng tử tìm đến một vị thiện tri thức, đều được vị thiện tri thức trước đó giới thiệu, chứ chẳng phải tự ý ngài đi tìm vị thiện tri thức khác. Chỗ khác nhau là ở điểm này. Lại có 10.000 vị tự tại thiên phương ở trong hư không đều giải hoa trời nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó sáng rực che lấp hết thảy cung điện, các đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen, khiến cho chúng tôi ở trong đó chẳng sinh tâm vui thích, bèn cùng với quyến thuộc đi đến chỗ vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho tâm chúng tôi đắc được tự tại ở trong phiền não, mà đắc được tự tại ở trong thọ sinh, mà đắc được tự tại nơi các nghiệp chướng, mà đắc được tự tại nơi các tam muội, mà đắc được tự tại nơi các đồ trang nghiêm, mà đắc được tự tại ở trong thọ mạng, mà đắc được tự tại cho đến đối với tất cả Phật pháp đều đắc được tự tại. Lại có 10.000 vị tự tại thiên vương ở trong hư không đều dài hoa trời sau đó nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn tu hạnh thanh tịnh này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó sáng rực che lấp hết thảy cung điện, các đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen, khiến cho chúng tôi ở trong đó chấp trước, chẳng còn sinh tâm hoan hỉ, chẳng còn vui thích hưởng thọ. Cho nên chúng tôi lập tức cùng với quyến thuộc đi đến cho vị Bà La Môn này. Vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho tâm chúng tôi đắc được tự tại
ở trong tất cả phiền não tập khí cũng đắc được tự tại, ở trong thọ sinh cũng đắc được tự tại, nơi các nghiệp chướng cũng đắc được tự tại, ở trong các tam muội cũng đắc được tự tại, nơi các đồ trang nghiêm cũng đắc được tự tại, ở trong thọ mạng cũng đắc được tự tại, cho đến đối với tất cả Phật pháp đều đắc được tự tại pháp hỷ sung mãn. Lại có 10.000 hóa lạc thiên vương ở trong hư không tấu âm nhạc trời, cung kính cúng dường nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó chiếu đến cung điện các đồ trang nghiêm của chúng tôi và các thể nữ, khiến cho chúng tôi chẳng thọ dục lạc, chẳng cầu dục lạc, thân tâm nhu nhuyến. Bèn với đại chúng tụ lại, đi đến chỗ vị Bà La Môn. Bấy giờ vị Bà La Môn vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tâm được thanh tịnh, tâm được sáng sạch, tâm được thuần thiện, tâm được nhu nhuyến, tâm sinh hoan hỷ, cho đến khiến cho đắc được 10 lực thanh tịnh, thân thanh tịnh, sinh vô lượng thân, cho đến khiến cho đắc được thân Phật, lời Phật, tiếng Phật, tâm Phật, thành tựu đầy đủ trí, nhất thiết trí. Lại có 10.000 vị hóa lạc thiên vương ở trong hư không tấu âm nhạc trời. Trời hóa lạc là tầng trời thứ 5 của 6 tầng trời cõi dục. Ở trên cõi trời đó, nghĩ y phục thì có y phục, nghĩ thức ăn thì có thức ăn, tất cả đều do tâm ý mà hóa hiện. Người trời hưởng thọ phước báu vô tận, nhưng ở đây chẳng phải là nơi tu đạo rốt ráo. Vì khi hưởng hết phước trời thì sẽ đọa lạc thọ sinh tử luân hồi. 10.000 vị hóa lạc thiên vương này dùng âm nhạc cung kính cúng dường vị Bà La Môn rồi bèn nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó chiếu đến cung điện tất cả các đồ trang nghiêm của chúng tôi và các thể nữ, khiến cho chúng tôi chẳng thọ dục lạc, chẳng còn chấp trước vào khoái lạc dục niệm nữa, không còn truy cầu thứ dục lạc đó nữa, thân tâm đều rất thư thái nhu nhuyến. Cho nên chúng tôi lập tức cùng với đại chúng tụ lại, cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn. Lúc đó vị Bà La Môn vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tâm được thanh tịnh, tâm được sáng sạch, tâm được thuần thiện, khiến cho tâm được nhu nhuyến, khiến cho tâm sinh đại hoan hỷ, cho đến khiến cho tâm đắc được 10 lực thanh tịnh, thân thanh tịnh mà sinh vô lượng thân, cho đến khiến cho chúng tôi đắc được thân Phật, tức là quả vị Phật, và đắc được lời Phật, tiếng Phật, tâm Phật mà thành tựu đầy đủ trí, nhất thiết trí huệ. Lại có 10.000 vị đâu xuất thiên vương, thiên tử, thiên nữ vô lượng quyến thuộc ở trong hư không mưa xuống các hương thơm vi diệu, cung kính đảnh lễ nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì khiến cho chư thiên chúng tôi và quyến thuộc ở tại cung điện của mình chẳng còn vui thích, bèn cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này, nghe vị Bà La Môn thuyết pháp, khiến cho chúng tôi chẳng còn tham cảnh giới, ít dục biết đủ, tâm sinh hoan hỷ, tâm được sung mãn, sinh các căn lành, phát tâm bồ đề, cho đến viên mãn tất cả Phật pháp. Lại có 10.000 vị đâu xuất thiên vương, trời trí túc, thiên tử, thiên nữ và vô lượng các quyến thuộc ở trong hư không mưa xuống các hương thơm vi diệu để cung kính đảnh lễ vị Bà La Môn đức thánh đó, sau đó nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó khiến cho chư thiên chúng tôi và quyến thuộc ở tại cung điện của mình chẳng còn chấp trước sự vui thích, cho nên chúng tôi đại chúng bèn cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này để nghe vị Bà La Môn này thuyết pháp, khiến cho chúng tôi chẳng còn tham trước cảnh giới vui thích, dục niệm cũng giảm bớt, mà luôn luôn biết đủ an vui, tâm sinh hoan hỷ, tâm được sung mãn, sinh trưởng tất cả căn lành, phát tâm đại bồ đề, cho đến viên mãn tất cả Phật pháp. Lại có 10.000 vị tam thập tam thiên cùng với quyến thuộc thiên tử thiên nữ vây quanh trước sau ở trong hư không mưa xuống hoa mạn đà la, cung kính cúng dường nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì khiến cho chư thiên chúng tôi đối với âm nhạc trời chẳng còn sinh tâm ưa thích, đều cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn. Bấy giờ vị Bà La Môn vì chúng tôi nói tất cả các pháp vô thường tán hoại, khiến cho chúng tôi xả lìa tất cả dục lạc, khiến cho chúng tôi dứt trừ kiêu mạn phóng giận, khiến cho chúng tôi ưa thích vô thượng bồ đề. Lại nữa, thiện nam tử, khi chúng tôi thấy vị Bà La Môn này, thì đỉnh núi tụ gì có 6 thứ chấn động, chúng tôi sợ hãi, đều phát tâm bồ đề, kiên cố, bất động. Lại có 10.000 vị thiên chủ tam thập tam thiên ở trên đỉnh núi tụ gì,
cùng với quyến thuộc của họ, thiên tử và thiên nữ vây quanh trước sau. Ở trong hư không mưa xuống hoa mạn đà la để cung kính cúng dường vị bà la môn, sau đó nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị bà la môn đức thánh này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó khiến cho chư thiên chúng tôi đối với âm nhạc trời chẳng còn chấp trước, sinh tâm ưa thích, cho nên chúng tôi đều cùng nhau đi đến chỗ vị bà la môn này. Lúc đó vị bà la môn vì chúng tôi nói tất cả các pháp đều là vô thường, vô ngã, tán hoại, khiến cho chúng tôi xả lìa tất cả dục lạc, khiến cho chúng tôi dứt trừ kiêu mạn phóng dật, khiến cho chúng tôi ưa thích vô thượng bồ đề. Lại nữa, thiện nam tử, khi chúng tôi thấy vị bà la môn này thì đỉnh núi Tù Gì có sáu thứ chấn động khiến cho chúng tôi sinh tâm sợ hãi, biết tất cả đều là vô thường, cho nên đều phát tâm đại bồ đề chỗ nơi bậc kiên cố bất động. Nếu bạn có thể chịu đựng nóng lạnh đói khát được thì đó là tâm bồ đề kiên cố bất động. Tại sao hiện tại chúng ta ở trong sự lạnh rét vẫn muốn nghe kinh nghe pháp? Đó là tâm bồ đề kiên cố bất động. Chúng ta chẳng sợ đói, chẳng sợ lạnh, cũng chẳng sợ không có tiền. Đây là căn bản của người tu đạo. Lại có 10.000 long vương, đó là Ina Bạt La Long Vương, Nanda Yêu Bà Nanda Long Vương, vân vân. Ở trong hư không mưa xuống hát trên đàn, vô lượng long nữ tấu âm nhạc trời, mưa xuống hoa trời vi diệu và nước thơm trời cung kính cúng dường. Nói như vậy, thiện nam tử, khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó chiếu khắp tất cả các cung điện rồng, khiến cho các chúng rồng đều khỏi sợ hãi cát nóng, sợ hãi trên cánh vàng, diệt trừ sân độc, thần được mát mẻ, tâm không dừa trượt, nghe pháp tiên hiểu, nhàm chán cõi rồng, dùng tâm trí thành sám hối, diệt trừ nghiệp chướng, cho đến phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, trụ nhất thiết trí. Lại có 10.000 long vương, đó là Ina Bạt La Long Vương, Nanda Yêu Bà Nanda Long Vương, vân vân. Ở trong hư không mưa xuống hát trên đàn, một loại hương thơm hiếm có vô lượng long nữ diễn tấu âm nhạc trời, lại mưa xuống hoa trời vi diệu và nước thơm trời để cung kính cúng dường vị bà la môn này, sau đó nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa đó chiếu khắp tất cả các cung điện rồng, khiến cho tất cả các chúng rồng đều khỏi sự sợ hãi cát nóng, khỏi bị nguy hiểm về cát nóng. Vì trong vảy rồng có vô số con trùng nhỏ, lúc nào cũng rúc rỉa ăn thân rồng, làm cho rồng rất đau đớn. Để giảm bớt sự thống khổ này, chúng đi đến bờ biển, dùng thân của mình trà lăn với cát, nhưng cát lại dính trên vảy da rồng. Khi mặt trời mọc lên thì những cát đó rất nóng, trực tiếp thiêu đốt thân rồng, càng làm cho rồng thống khổ hơn. Ánh sáng lửa đó lại khiến cho chúng rồng xa lìa sự sợ hãi về chim cánh vàng. Khi chìm cánh vàng nhìn thấy rồng trong biển chịu sự thống khổ bị cát nóng thiêu đốt án bình bất động, thì chìm cánh vàng bèn bay xuống bắt rồng ăn. Nhưng khi ánh sáng lửa kim cang diệm này chiếu sáng đến cung rồng, thì rồng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì rồng trong quá khứ khi tu hành thì thừa cấp giới hoãn, chẳng giữ giới luật, cho nên đã làm loài rồng. Rồng còn có một thứ tâm sân hận, hiện tại được quang minh tam muội lửa kim cang diệm chiếu đến, bèn diệt trừ tâm sân hận, thân được mát mẻ, tâm không còn ô nhiễm dơ trược. Chúng lắng nghe Phật pháp cũng sinh tâm tin hiểu, đều rất nhàm chán cõi rồng, chẳng còn thích thân rồng nữa, thậm chí dùng tâm trí thành khẩn thiết để sám hối diệt trừ nghiệp chướng, cho đến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác trụ nơi nhất thiết trí huệ. Lại có 10.000 dạ xoa vương ở trong hư không dùng đủ thứ đồ cúng cung kính cúng dường vị bà la môn này và thiện tài đồng tử, nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì chúng tôi và quyến thuộc đều phát tâm thương xót đối với tất cả chúng sinh. Tất cả la sát kiêu bàn trà cũng đều sinh tâm từ. Vì do tâm từ nên đối với các chúng sinh không có não hại mà đến gặp tôi và họ ở nơi cùng điện của mình chẳng còn sinh tâm ưa thích, liền cùng nhau đi đến chỗ bà la môn. Bấy giờ bà la môn liền vì chúng tôi nói pháp, tất cả đều được thân tâm an lạc, còn khiến cho vô lượng dạ xoa la sát kiêu bàn trà phát tâm an nậu đà la tam hiệu tam bồ đề. Lại có 10.000 dạ xoa vương tức tốc tật quỷ ở trong hư không dùng đủ thứ đồ cúng để cung kính cúng dường bà la môn này và thiện tài đồng tử, sau đó nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì chúng tôi và tất cả quyến thuộc
vốn có tâm sân rất nặng nhưng hiện tại đều phát tâm thương xót đối với tất cả chúng sinh. Tất cả la sát, ác quỷ hại người, cứu bàn trà cũng đều sinh tâm từ. Vì do sinh ra tâm từ nên họ đối với tất cả chúng sinh cũng đều không có tâm não hại. Cho nên đến gặp tôi, tôi và họ ở nơi cùng điện của mình chẳng còn sinh tâm chấp trước ưa thích. Lập tức liền cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Lúc đó vị Bà La Môn liền đối trị với căn cơ của chúng tôi mà nói pháp, khiến cho thân tâm chúng tôi đều được an lạc. Lại còn khiến cho vô lượng trạ xoa, la sát và kiêu bàn trà cũng phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Lại có 10.000 càn pháp bà vương ở trong hư không nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì ánh sáng lửa đó chiếu đến cung điện chúng tôi đều khiến cho chúng tôi thọ vô lượng khoái lạc không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng tôi đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho chúng tôi được bất thối chuyển nơi A Nậu Đà La tam hiệu tam bồ đề. Lại có 10.000 càn thất bà vương nhạc thần ở trong hư không nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài thì ánh sáng lửa kim cang diệp đó chiếu sáng đến cung điện chúng tôi đều khiến cho chúng tôi thọ dụng vô lượng khoái lạc không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Lúc đó vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho chúng tôi được bất thối chuyển nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có 10.000 Atula vương từ trong biển hiện ra trụ ở trong hư không, duỗi đầu gối phải chắp tay làm lễ mà nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì hết thảy cung điện của Atula chúng tôi, biển cả đại địa thảy đều chấn động, khiến cho chúng tôi xả bỏ kiêu mạn phóng dật. Cho nên chúng tôi đi đến chỗ Bà La Môn này. Từ khi nghe pháp của vị Bà La Môn này, chúng tôi xả bỏ dối trá, an trụ bậc nhẫn nhục, kiên cố bất động, viên mãn mười lực. Lại có 10.000 Atula vương từ trong biển hiện ra, trụ ở trong hư không, duỗi đầu gối phải chắp tay làm lễ, sau đó nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì hết thảy cung điện của Atula chúng tôi, biển cả và đại địa thảy đều chấn động, khiến cho chúng tôi xả bỏ tư tưởng cống cao ngã mạn phóng dật. Chúng tôi vốn rất kiêu mạn háo chiến, tưởng nghĩ tranh đệ nhất, nhưng từ khi quang minh oai nghiêm này quét trừ thái độ cống cao ngã mạn phóng dật cầu thả của chúng tôi, cho nên chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ Bà La Môn này. Theo ngài lắng nghe Phật pháp, chúng tôi xả bỏ dối trá, cuồng vọng tự tại, nói dối đủ thứ tập khí mau bệnh mà an trụ nơi bậc nhẫn nhục, thân tâm kiên cố bất động và viên mãn mười lực của Phật. Lại có 10.000 ca lâu la vương mãnh lực trì vương làm thượng thủ, hóa làm thân hình ngoại đạo đồng tử ở trong hư không sướng lên nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì ánh sáng lửa đó chiếu đến cung điện chúng tôi, tất cả đều chấn động, thảy đều sợ hãi. Cho nên chúng tôi đi đến chỗ Bà La Môn này. Bây giờ vị Bà La Môn này liền vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tụ tập đại từ, tán thán đại bi qua được biển sinh tử. Ở trong bùn dục là cứu giúp chúng tôi khen ngợi Bồ Đề Tâm, khởi trí phương tiện tùy sự thích nghi của họ mà điều phục chúng sinh. Lại có 10.000 ca lâu la vương chìm đại bàng cánh vàng, khi xe cánh ra thì dài khoảng 330 do tuần, đại do tuần là 80 dặm, khi quạt cánh có thể làm nước biển khô cạn, hiện ra loài rồng sắp chết bèn bay đến bắt rồng ăn. Những chìm đại bàng này có vị lãnh tụ là mãnh lực trì vương làm thượng thủ, nó hóa ra làm thân hình ngoại đạo đồng tử ở trong hư không sướng lên nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó chiếu sáng đến cung điện chúng tôi ở, khiến cho tất cả đều chấn động, thảy đều sợ hãi. Cho nên chúng tôi cùng với tất cả quyến thuộc cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Lúc đó vị Bà La Môn này liền đối trị căn tánh của chúng tôi mà thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tu tập pháp môn đại từ, khen ngợi đại bi mà qua được biển sinh tử, khiến cho chúng tôi ở trong bùn dục là cứu giúp chúng sinh, khiến cho chúng tôi khen ngợi Bồ Đề Tâm mà sinh khởi trí huệ phương tiện để tùy sự thích nghi của họ mà điều phục chúng sinh căn tánh căng cường. Lại có 10.000 khẩn Na La Vương ở trong hư không sướng lên nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì cung điện của chúng tôi ở, các cây đa la, các lưới linh báu, các giải lụa báu, các cây âm nhạc, các cây báu đẹp
cùng với các nhạc khí tự nhiên vang lên tiếng Phật, tiếng Pháp và tiếng Bồ Tát Tăng Bất Thối Truyền, tiếng nguyện cầu vô thượng Bồ Đề. Ở phương nào, nước nào, có vị Bồ Tát nào phát tâm Bồ Đề? Ở phương nào, nước nào, có vị Bồ Tát nào tu hành khổ hạnh khó xả mà xả được cho đến thanh tịnh hạnh nhất thiết trí? Ở phương nào, nước nào, có vị Bồ Tát nào đi đến đạo tràng cho đến phương nào, nước nào, có Đức Như Lai nào đã làm Phật sự rồi mà vào Niết Bàn? Thiện nam tử, giả sử có người dùng tất cả cỏ cây cõi Diêm Phù Đề nghiền nát thành bụi, những hạt bụi đó có thể biết được bờ mé, trong cung địa chúng tôi, cây bảo Đa La, cho đến nhạc khí, tên Bồ Tát, danh hiệu Như Lai, sự phát đại nguyện, sự tu hành, vân vân, vừa nói ở trên, không cách chi có thể biết được bờ mé. Thiện nam tử, chúng tôi nhờ nghe được tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Tát Tăng, mà sinh tâm hoan hỷ, đi đến chỗ Bà La Môn này. Bây giờ vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi và vô lượng chúng sinh khác được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại có 10.000 khẩn Na La Vương, nhạc thần của Đế Thích, ở trong hư không sướng lên nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì cung điện của chúng tôi ở, tất cả cây Đa La, tất cả lưới linh báu, tất cả giải lụa báu, tất cả cây âm nhạc, tất cả cây báu đẹp cùng với tất cả nhạc khí, đều tự nhiên vang lên tiếng Phật, tiếng Pháp và tiếng Bồ Tát Tăng Bất Thối Chuyển. Lại vang lên tiếng nguyện cầu vô thượng Bồ Đề mà nói: ở tại phương nào, trong nước nào, có vị Bồ Tát nào phát tâm Bồ Đề? Lại ở phương nào, trong nước nào, có vị Bồ Tát nào tu hành khổ hạnh có xả mà xả được cho đến thanh tịnh hạnh nhất thiết trí? Lại ở phương nào, trong nước nào, có vị Bồ Tát nào đi đến đạo tràng làm đại Phật sự truyền bánh ra diệu pháp, cho đến tại phương nào, trong nước nào, có Đức Như Lai nào đã làm Phật sự rồi mà vào Niết Bàn? Thiện nam tử, giả sử có người dùng tất cả cỏ cây trong cõi Diêm Phù Đề nghiền nát thành bụi, những hạt bụi đó có thể biết được bờ mé của nó có bao nhiêu, mà trong cung điện chúng tôi, từ cây Bảo Đa La cho đến nhà khí, danh diệu của Bồ Tát, danh hiệu của Như Lai, sự phát đại nguyện và hạnh môn tu hành, vân vân như vừa nói ở trên, tất cả hết thảy đó không cách chi có thể biết được bờ mé của nó. Thiện nam tử, chúng tôi nhờ nghe được tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Tát Tăng mà sinh tâm đại hoan hỷ, cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn này. Lúc đó vị Bà La Môn này bèn quan sát căn cơ của chúng tôi mà thuyết pháp, khiến cho chúng tôi và vô lượng chúng sinh khác được bất thối chuyển nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có vô lượng chư thiên dục giới ở trong hư không dùng đồ cúng vi diệu, cung kính cúng dường sướng lên nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó chiếu đến A Tỳ, tất cả địa ngục, những người thọ khổ đều được ngừng nghỉ. Chúng tôi thấy ánh sáng lửa đó, tâm sinh niềm tin thanh tịnh, nhờ tín tâm mà từ lúc mạng chung đó được sinh lên cõi trời, vì biết ơn mà đến cho vị Bà La Môn này cung kính chiêm ngưỡng không nhàm đủ. Bấy giờ vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Lại có vô lượng chư thiên dục giới ở trong hư không dùng đồ cúng vi diệu không thể nghĩ bàn để cung kính cúng dường vị Bà La Môn này, sau đó sướng lên nói như vậy: Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó chiếu đến A Tỳ, tất cả địa ngục. A Tỳ dịch là vô gián, tức là thọ khổ không gián đoạn. Địa ngục vô gián đó, một người cũng đầy, nhiều người cũng đầy, chẳng có không gian. Ánh sáng lửa đó khiến cho tất cả những chúng sinh thọ đủ thứ khổ đều được ngừng nghỉ. Vì chúng tôi thấy được ánh sáng lửa đó nên trong tâm sinh ra niềm tin thanh tịnh, nhờ tín tâm mà từ địa ngục vô gián mạng chung được sinh lên cõi trời dục giới. Chúng tôi vì biết ngài là ân nhân của chúng tôi nên chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ Bà La Môn này để cung kính chiêm ngưỡng ngài không khi nào nhàm đủ. Lúc đó vị Bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Bây giờ thiện tài đồng tử nghe pháp như vậy, sinh tâm đại hoan hỷ. Ở chỗ vị Bà La Môn phát khởi tâm chân thật thiện tri thức, cúi đầu kính lễ nói như vậy. Còn ở chỗ đại thánh thiện tri thức sinh tâm bất thiện, xin đức thánh cho con sám hối lỗi lầm. Thiện tài đồng tử vốn sinh tâm hoài nghi, cho rằng vị Bà La Môn này là đại ma vương trá hiện, muốn khiến cho ngài lên núi đao nhảy vào đống lửa, sau đó có rất nhiều thiên long bát bộ, chư thiên thánh chúng đến làm chứng cho ngài, kêu ngài đừng có nghĩ tưởng như thế.
Lúc đó thiện tài đồng tử nghe những lời pháp như vậy, trong tâm sinh đại hoan hỷ. Ở chỗ Bà La Môn phát khởi tâm nhận thức chân thật thiện trí thức, sau đó cúi đầu cung kính đảnh lễ vị Bà La Môn mà nói như vậy. Còn ở chỗ đại thánh thiện trí thức sinh ra tâm bất thiện và hoài nghi, xin đương thánh tha thứ cho con sám hối lỗi lầm của con. Bấy giờ vị Bà La Môn đến vị thiện tài mà nói kệ rằng: Nếu có các Bồ Tát thuận lời thiện trí thức, tất cả không nghi sợ, an trụ tâm bất động, nên biết người như vậy sẽ được lợi ích lớn, ngồi dưới cội Bồ Đề, thành tựu vô thượng giác. Lúc đó vị Bà La Môn đến vị thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Nếu có các Bồ Tát tùy thuận lời dạy của thiện tri thức, tất cả đều không có tâm hoài nghi sợ hãi, thì sẽ an trụ tâm mình chẳng bị cảnh giới làm dao động, nên biết người đó tương lai chắc chắn sẽ đắc được lợi ích lớn, sẽ đi đến đạo tràng ngồi dưới cội Bồ Đề, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ thiện tài đồng tử liền lên núi đao nhảy vào trong đống lửa, khi rơi xuống giữa chừng liền đắc được Tam Muội Bồ Tát thiện chủ, khi chạm ngọn lửa lại đắc được Tam Muội Bồ Tát tịch tĩnh lạc thần thông. Thiện tài bạch rằng: Kỳ lạ đức thánh, núi đao và đống lửa lớn như vậy con vẫn an ổn khoái lạc. Lúc đó thiện tài đồng tử liền lên núi đao nhảy vào trong đống lửa, khi rơi xuống giữa chừng thì lập tức đắc được Tam Muội Bồ Tát thiện chủ nơi Bồ Tát đạo. Vì trên chẳng nương núi, dưới chẳng nương lửa, chánh xứ nơi không, liền hiển bát nhã, lìa khỏi hai bên vì không chỗ trụ. Khi vừa chạm ngọn lửa, ngài lại đắc được Tam Muội Bồ Tát tịch tĩnh khoái lạc thần thông. Chạm ngọn lửa là biểu thị thiện tài đồng tử thân chứng được thật thể bát nhã, tức cũng là tánh tịnh niết bàn, cho nên đắc được phùi tịch tĩnh. Còn là đại dụng không bờ, tức là thần thông. Chạm nghĩa là thân chứng, do đó có câu: thọ các xúc như trí chứng. Sau đó thiện tài đồng tử bạch với vị Bà La Môn rằng: Thật là kỳ lạ đức thánh, núi đao và đống lửa lớn như vậy, tại sao khi thân thể của con khi xúc chạm thì vẫn an ổn khoái lạc như vậy? Bấy giờ vị Bà La Môn bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, ta chỉ đắc được giải thoát Bồ Tát vô tận luân này, như các đại Bồ Tát dùng ngọn lửa đại công đức đốt cháy kiến hoặc của tất cả chúng sinh, khiến cho không còn dư thừa, sẽ được bất thối truyền. Tâm không cuồng tận, tâm không giải đãi, tâm không nhu nhược, phát tâm kiên cố như kim cang tạng, màu tù các hạnh không trì hoãn, nguyện như phong luân, khắp giữ tất cả tinh tấn, đại thệ nguyện đều không thối truyền, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó? Lúc đó vị Bà La Môn bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta chỉ đắc được pháp môn giải thoát Bồ Tát vô tận luân này. Vô tận luân có hai ý nghĩa: một, trí luân thôi hoặc chiếu soi nguồn gốc không cùng tận; hai, phản thường trí dụng, dụng khắp pháp giới không cùng tận, viên truyền không ngừng, cho nên gọi là luân. Như tất cả các đại Bồ Tát dùng ngọn lửa đại công đức đốt cháy sạch kiến hoặc của tất cả chúng sinh, khiến cho tà kiến dư tạp của họ tiêu diệt hết, không còn dư thừa, khiến cho chúng sinh chắc chắn sẽ đắc được quả vị bất thối truyền, đắc được tâm trí huệ không cùng tận, thời thời khắc khắc cũng không sinh tâm không giải đãi, cũng không có tâm nhu nhược mà phát tâm kiên cố như kim cang tạng, mau chóng tu các hạnh không trì hoãn, đại nguyện phát ra như phòng luân, khắp giữ gìn tất cả tinh tấn đại thệ nguyện đều không có tâm thối truyền. Đủ thứ những hạnh công đức đó mà ta làm sao biết được, nói được, ngươi hãy đi học hỏi vị thiện trí thức khác. Thiện nam tử ở phương Nam này có thành tên là Sư Tử Phấn Tấn, trong thành đó có một đồng nữ tên là Tử Hạnh, ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện nam tử, từ đây đi về hướng Nam này, có một thành thị tên là Sư Tử Phấn Tấn. Trong thành đó có một đồng nữ tên là Tử Hạnh, ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị Bà La Môn, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị Bà La Môn, đi nhiễu quanh vị Bà La Môn vô lượng vòng, rồi tự tạ mà đi về hướng Nam tìm vị thiện trí thức khác. Hết tập 21.